Đúng rồi, Đức Hiền, kính chào quý vị. Ngày hôm nay là mùng 1 tháng 10 năm 2017. Và đến lúc này chúng tôi mới bớt bận rộn để mà quay 4 bộ trình kỷ TK3. 4 bộ này là chúng tôi đã sản xuất xong và đưa vào kho vào ngày 1 tháng 8 năm 17. Trên 3 bộ này có mã số là 010817. Thì hiện nay thì mạng nhện đã bám bầy thầy đây rồi. Vì ở đối với Đức Hiền lúc nào có mấy chục bộ, cho nên khi nào mà nó hao bớt, đã tiêu thụ bớt thì mới lôi trong kho ra để tiếp tục hoàn thiện. Và bốn bộ này thì gồm có 8 chiếc trường kỷ dài và 4 chiếc bàn. Thế đang dựng đây, chúng ta đếm 1, 2, 3, 4 này. Cái bên này là 5, đằng trong là 6. Đây cái này là 7 và bên trong này là 8 đây. Và cái này vẫn theo mẫu truyền thống, mặt là dày 3 phân. Các cái chân là 7 phân, giữa hai chân với nhau là 56. Bàn là chân 5 phân rưỡi và kích thước là 60 x 1m3. Đây là bộ ngoại hạng TK3. Và lúc này trong kho đang còn 4 bộ. Và ở cửa hàng thì vẫn đang còn 2 bộ hoàn thiện rồi. Như vậy lúc này nếu quý vị muốn lấy bộ này thì sẽ đang có 6 hoặc là 7 lựa chọn. Tôi như mong máng như vậy. Còn các bộ TK2 và TK1 thì rất là nhiều. Chúng tôi thì mình xác định là cứ hàng sản phẩm mà đẹp và tốt thì trong suốt cả năm là làm liên tục và sẽ để thật lâu ở trong kho đây, ví dụ để lâu và mạng nhện bám đầy càng tốt. Và đây là để dưới mái tôn và thậm chí có lúc là nắng chiếu vào nhưng mà không vấn đề gì cả. Alo. 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 Rất nhiều trường hợp là đang quay phim giới thiệu thì quý vị có khách gọi điện thoại đến, bởi vì số điện thoại của đồ gỗ Đức Hiền thì rung lên liên tục. Với cái lượng khách quen lên đến hàng chục nghìn khách hàng thì chỉ cần thỉnh thoảng một người nhớ ra và hỏi thì đã đủ là điện thoại kêu dùng suốt ngày. Cho nên quý vị cũng thật là thông cảm. Trong quá trình tôi quay phim nhiều khi quý vị trả lời điện thoại lẫn vào thì nó hơi bất tiện. Và những bộ này chúng tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi, cho nên lần này chúng tôi chỉ là muốn khoe là đang có 4 bộ ở trong kho thôi và chuẩn bị đi vào hoàn thiện. Những bộ này đều vẫn rất đẹp luôn. Xin quý vị liên lạc với đồ gỗ Đức Hiền theo số 0984666999 hoặc 0967666111 làm việc quý vị.